Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay bố con tôi ăn cơm, hôm nay tôi làm món phở vì tối hôm qua đó tôi bị cảm do cái chuyện mà gọi là sổ mũi. Dũng bật máy lạnh lắm lắm quý vị, nó xuống lạnh quá. Cho nên hôm nay tôi phải làm phở. Phở cho hai bố con tôi ăn. Và tôi phải nói Dũng ra ngoài phòng khách ngủ, chứ không mà cứ ngủ mà máy lạnh bật lạnh quá là bố bị cảm. Dũng hôm nay phải ra ngoài phòng khách. Xin quý vị xem hình ảnh. Cái tô phở của tôi làm rất là lớn, tô phở xe lửa lận. Dũng của tôi trẻ cho nên là thích bật máy lạnh thấp, xuống còn có 60 mấy độ thôi. Mà tôi thì 60 mấy độ thì nó bị sổ mũi. Nên hôm nay tôi làm phở. Phở tôi ăn nhiều tội, ăn nhiều hành, nhiều đồ ấy để cho nó trị bệnh. Rồi tô của Dũng đây, Dũng thấy không, nhiều lắm. Hôm nay bắt Dũng phải ra ngoài phòng khách ngủ. Vì Dũng ở phòng kia, Dũng bật máy lạnh, lạnh quá. Dù là máy lạnh điều hòa chung nhà nhưng mà nó trong phòng của Dũng thì Dũng nó còn nóng. Cho nên Dũng hạ xuống thấp quá, tôi là lạnh. Thế là bây giờ là Dũng hôm nay phải đi ra ngoài phòng khách ngủ. Có cái ghế sofa kéo ra thành là phòng khách cho Dũng ngủ. Dũng ơi, ba hỏi con này, ba làm đồ ăn ngon không con? Dạ. Hôm nay mấy cái ổ bánh mì ba làm ngon không con? Ừ. Yeah, ba làm giống như nhà hàng hả con ha? Ừ. Con thích không? Mấy người nói là con về đây con ăn con lên 5 pound, 10 pound, chịu không? Ừ. Yeah, ok. Ba mời con ăn phở, hôm nay phở ba làm đó. Phở này ba làm, ở dưới nó có gà, ở trên nó có bò, không? Hôm nay con ăn ở đây ngon hơn nhà hàng đó con, ăn thoải mái nha. Con ba người con, hai bố con mình cùng ăn hả con ha? Ừ. Đã đời. Xin mời quý vị, hai bố con tôi ăn tô phở gì nè. Tô phở này thì bá cháy ăn xong là hết bệnh luôn. Và đó là hình ảnh tô phở của tôi và Dũng. Tô phở to như vậy, ăn nó toát mồ hôi ra, chút nữa là sẽ hết bệnh thôi. Rồi Dũng ngủ tối nay ngủ ở ngoài, để tôi không có bị lạnh. Tại vì tôi lớn tuổi rồi, Dũng còn trẻ, Dũng thích mà lạnh thật là lạnh rồi, đắp mền, còn tôi thì không có kiểu đó được nữa. Vâng, thưa quý vị, xin kính mời quý vị ăn cơm với chúng tôi. Thưa quý vị, ăn tô phở làm tại nhà hai bố con ăn ngon và vui thiệt. Dũng không ăn hết được cái tại vì tôi bỏ nhiều cái lắm, nhưng mà Dũng ăn nước. Dũng ăn được 2 tô nước luôn, Dũng thấy nước ngon. Broth tức là cái nước của nó rất là ngon. Thôi thì vậy là vui rồi, bố con tôi ăn tối vậy là vui lắm. Dũng thơm tôi một cái nữa, đã đời. Và đó là hình ảnh hai bố con tôi ăn cơm tối chung với nhau, ăn phở thay vì ăn cơm. Tôi quyết tâm cho Dũng tăng vài ký trước khi Dũng về. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.